Các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu nha. Sáng nay Hiếu sẽ làm cái món cá chim muối ớt chiên giòn. Nè các bạn, đây con cá chim nè. Các bạn nào chưa biết cá chim không? À, mời các bạn nhìn cá chim cho kỹ nha. Đó, cá chim trắng á. Đó. Mình sẽ làm chén muối ớt nè các bạn. Ớt này muối ớt bột xay sẵn rồi nè. Rồi muối hộp đó các bạn, mình đâm rồi mình bỏ ớt bột vô đó. Muối nè, bột ngọt, ớt. Rồi bắt đầu đi xử lý cá. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Let's go. Ok các bạn, đây cá mình khứa nó ra như vậy nha các bạn. Mình khứa nó ra như vậy nè, cho nó thấm gia vị mình ốp vô nha. Hai bên luôn. Đó. Rồi cho vô thao. Thao này đổ ớt vô các bạn, đổ trước một bên cho chút xíu dầu ăn vô cho cá mình nó không bị khô nha. Đó, có phần tay luôn, tay sạch. Đó khoảng chừng 15-20 phút gì đó bạn. Cho bên đây muối ớt nữa. Nó cho nó thấm vô cái kẽ này các bạn, thấm vô cái đầu nè, thấm trong ruột luôn. Có dầu ăn vô các bạn, nó tươi cá chiên không có khô. Cá này thì mình làm nước mắm chua ngọt hay là tùy cái gì đó, muối ớt hay là gì đó, các bạn thích gì các bạn làm đó. Rất là ngon, cá tươi đó các bạn ơi. Cá này ngoài chợ chỗ nhà mình bán nè, ngon. Chợ Gạch Ông. Rồi. Rất là ngon. Bây giờ mình để đây 15-20 phút nha các bạn. Ok các bạn. Bắt chảo lên mình cho dầu ăn vô nha các bạn. Dầu nóng rồi, cho mấy miếng tỏi vô. Đó. Cho con cá mình vô luôn. Quá ngon. Rồi mình để chiên nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng Hiếu đi uống cà phê. Let's go for the coffee. Quá thơm các bạn ơi, để mình coi cái mặt chín chưa. Chở nha các bạn. Đó. Chở qua. Ok. Tiếp tục chờ đợi các bạn ơi, chưa chín đâu nha. Ok các bạn, trong khi chờ đợi chiên cá, mình đi luộc rau lan nha các bạn. Sáng nay mình sẽ làm món rau lan luộc ăn với cá chiên. Ngồi nước lên. Đó, sẵn hơi nước rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho một miếng muối, muối hộp nữa bạn. Cho miếng muối hộp vào cái nước luộc rau nè. Cho nó luộc rau nó tươi nha các bạn. Nước sôi các bạn ơi, cho rau lan vô nha. Đó. Wow. Giận chưa? Ok, cá mình chín rồi các bạn ơi. Mình hấp dẫn chưa? Nứt da luôn rồi ha. Ok, giờ cho cá ra dĩa nha các bạn. Rồi, rau chín luôn các bạn ơi. Cho rau ra luôn nha. Đó. Rồi, bạn thấy xanh tươi không? Quá xanh. Đây, quá tươi. Rau lan luộc nha các bạn. Lấy nước làm canh luôn nha. Ăn miếng chanh nha. Tuyệt vời luôn á. Hết sảy ông bà Bảy là. Ok. Đây, món rau luộc mình ra lò các bạn. Xanh tươi luôn ha. Các bạn có thể luộc theo cách của Hiếu nha. Đây là món cá chim trắng chiên muối ớt. Đó.
dẫn các bạn test thử miếng nha. Mời các bạn nha. Giòn đó. Giờ các bạn. Quá ngon. Ok. Chia sẻ món ăn gia đình sáng nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Các bạn làm theo mình nha các bạn. Ăn nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, có bữa cơm ngon miệng. Và đừng quên subscribe cho Hiếu nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Chết gà luôn. Wow. Quá ngon. Bye bye. Thank you for watching.